Chào mừng quý khách hàng và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông YouTube của HD Radio. Hiện tại thì Công đang có mặt tại thành phố Hưng Yên. Vị trí Công đang đứng là trung tâm tiệc cưới Lam Sơn, số 10 đường Trần Hưng Đạo. Thì ở đây thì Công đã hoàn thành, cũng như đội ngũ nhân viên của HD Radio đã hoàn thành cái hệ thống âm thanh cũng như là phần màn hình LED. Để thì hôm nay Công có làm video này để gửi tới quý khách hàng và các bạn. Chúng ta cùng nhau tham quan cũng như tìm hiểu những cái sản phẩm mà đội ngũ nhân viên kỹ thuật của HDRO lắp đặt cho chủ đầu tư các bạn nhé. Thì bây giờ thì xin mời các bạn cùng Công theo chân để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái sản phẩm mà đội ngũ nhân viên kỹ thuật của HDRO đã hoàn thành. Một sân khấu rất là rộng với diện tích của cái trung tâm tiệc cưới này. Thì nó rơi khoảng tầm 1.000 m² các bạn nhé. Thì năm ngoái thì chủ đầu tư đã hoàn thành hệ thống ở tầng 1. Và năm nay thì với cái lợi thế kinh doanh cũng như là cái tình hình kinh doanh thì khá là ok, nên chủ đầu tư lại tiếp tục mở lên tầng 2. Thì được sự tin tưởng của chủ đầu tư thì lần này Công lại tiếp tục được đồng hành cùng chủ đầu tư. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật đã set up hoàn thiện, cũng như là hôm nay đến công đoạn mà chúng ta sẽ thử test và bàn giao lại cho chủ đầu tư các bạn nhé. Thì với cái sân khấu này thì Công đang bố trí hai con loa monitor thương hiệu Wafaran Pro có model là X15M. Và Công đang sử dụng hai làn Ray được treo lên rất là cao, dùng 1 mét lâu và 4 loa Ray, 1 mét lâu 28 BA và cái tức là thương hiệu của Wafaran Pro. Bên này một giây được đội ngũ nhân viên của kỹ thuật HD Radio hoàn thành. Bên này đang vướng cái giáo thì nó không tiện cho cameraman. Xin mời cameraman hướng về cái màn hình LED đấy. Đội ngũ nhân viên của HD Radio cũng đã hoàn thành được cái màn hình LED, đang sử dụng cái cấu hình là màn hình LED trong nhà P3 các bạn nhé. Khá là rộng với diện tích nó khoảng 48-50 m² các bạn nhé, rất là rộng, rất là to, rất là đẹp luôn nữa. Rất may là đội ngũ nhân viên của HDRO đã kịp được cái tiến độ để bàn giao lại cho chủ đầu tư. Ngoài ra nữa thì Công cũng có bố trí một số cái loa cánh làm delay, sử dụng Công đang sử dụng 3 đôi loa full của Wafaran Pro có model là Anglo X12A. Đấy, đã được treo rất là gọn gàng, rất là đẹp. Và đây nữa là thôi cái mà đang được giấu rất là kín, con voi, con khủng long giấu rất là kín ở dưới những cái bông hoa rất là đẹp. Công đang sử dụng hai loa subwoofer VKLA 28218BA, sử dụng loa active. Gần như là cái hệ thống ở trên tầng 2 nên đang được nâng cấp và sử dụng các cái sản phẩm mới được ra mắt của thương hiệu Wafaran Pro các bạn nhé. Loa full, loa Ray Ray, mid low cũng như là loa subwoofer là Công đang sử dụng hoàn toàn là loa active. Đấy, để cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều cái phần chi phí của cục đẩy, cũng như là hệ thống nó không bị cồng kềnh, làm nó rất là gọn, rất là đơn giản, rất là nhanh. Sau đây thì Công xin phép mời quý khách hàng và các bạn theo chân Công cùng vào phòng máy để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái sản phẩm, những cái thiết bị đi kèm cho cái hệ thống này nhé. Và đây là cái phòng kỹ thuật. Được trước tiên thì Công sẽ xin phép được giới thiệu cho quý khách hàng và các bạn cái mẫu phụ kiện đi kèm cục đẩy, rồi crossover, rồi quản lý nguồn, rồi ở đầu karaoke để cho quý khách hàng có thể hát được sau những cái bữa tiệc. Thì đầu tiên thì Công xin phép giới thiệu cái thiết bị xử lý là cái bàn mixer Midas M32R. Đấy, đã được kỹ thuật viên setup hoàn thiện, thì lát sẽ bàn giao cho khách hàng và chủ đầu tư. Công đang sử dụng hai cái tủ rack, hai tủ rack 12U, xử lý ba quản lý nguồn để cung cấp cái nguồn điện cho các thiết bị. Tiếp theo nữa đây là có cái đây có liên quan đến cả màn hình LED, thì đây có một cái bộ xử lý thì Công cho vào tủ luôn để cho nó gọn các bạn nhé. Còn cái này nó không liên quan gì phần âm thanh đấy, cái màn hình LED này thì các bạn đừng nhìn ở đây để mình chia ra để nói rõ ra các bạn, để các bạn có thể hình dung được nó dễ hơn. Đây là cái thiết bị xử lý màn hình LED.
Đây là cái quản crossover của Wafaran Pro SC48Fit. Thì giống như lúc nãy Công muốn chia sẻ với các bạn là đang sử dụng hệ thống thì gần như là Công đang sử dụng hệ thống loa full cũng như subwoofer mid-low là active rồi, nên cái về thúc đẩy công suất là nó rất là hạn chế rồi, rất là ít, cực kỳ ít rồi. Đây là sử dụng cho hoàn toàn loa cánh và nó monitor thôi. Công đang sử dụng 4 cái hộp đẩy CPD 3600 của Wafaran Pro, sử dụng cho 3 đôi loa cánh và một đôi monitor trên sân khấu. Kèm theo đó nữa là sẽ có một cái đầu hát của Việt Ca. Đấy, thì chủ đầu tư cũng có yêu cầu là thi thoảng khách hàng có ăn tiệc thì có thể là hát karaoke. Ngoài cái việc biểu diễn chuyên nghiệp của ca sĩ, của MC ra thì có một chút văn hóa văn nghệ karaoke. Tiếp theo nữa là sẽ có một cái màn hình máy tính và cây máy tính, cái này sẽ phục vụ cho màn hình LED ở trên sân khấu các bạn nhé. Và không thiếu được nữa thì nó sẽ có một bộ micro, bao gồm hai bộ micro của JK Audio B9. Ngoài ra thì có một số cái phụ kiện dây jack đi kèm để hoàn toàn được cái hệ thống nó hoạt động một cách trơn tru và tốt nhất có thể. Và xong thì Công cũng đã giới thiệu được cho quý khách hàng và các bạn cái chi tiết của sản phẩm như là cái phần sản phẩm loa và màn hình LED được đội ngũ nhân viên kỹ thuật của HDRO hoàn thiện bàn giao lại cho chủ đầu tư. Thì ngay bây giờ thì Công xin phép được dừng video lại tại đây để chúng ta cùng nhau test trải nghiệm cái phần âm thanh mà đội ngũ nhân viên kỹ thuật của HDRO đã hoàn thiện cho chủ đầu tư các bạn nhé, và thử luôn màn hình LED để cho các bạn thấy được nó nét như thế nào các bạn nhé. Đêm qua em mơ thấy anh mặc mùa xuân, yêu thương dịu mềm, cùng điều nhạc chớp chớp hòa theo tiếng trà chim. Anh rộn lên cầm bàn tay em, em nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian lướt mãi cho hoa lá khỏe đánh thức giấc mơ. Đêm qua anh đã mơ, người giờ này đã đến, một nơi rất xa xăm anh còn đây. Bởi vì anh quen được mặt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng anh luôn khao khát nhớ mong người ơi. Ngày đó đắm say vì sao em quên bao câu ca, cùng mùa xuân tắm hơi đôi hẹn tình đầu môi hôn tay lời yêu. Làm thương cô đơn mình anh một mùa đông giá băng, lạnh buốt môi anh nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mất em là đau thương dù con vẫn thương, anh sẽ tin giấc mơ có thật. Anh chờ về sau thì quý khách hàng và các bạn đã cùng Công trải nghiệm thực tế bộ dàn âm thanh nha, tại trung tâm tiệc cưới cũng như là về phần hình ảnh và màn LED. Và mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng và các bạn vui lòng để lại comment bên phía dưới của phần video để được những nhân viên kinh doanh của HD Radio sẽ tư vấn cho quý khách hàng và các bạn một cách chi tiết và chính xác nhất. Quý khách hàng và các bạn đừng quên ấn like, subscribe, ấn chuông để nhận được những video mới nhất từ HD Radio nhé. Còn bây giờ thì Công xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. We'll be right back.
HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.